Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn giá máy tính bảng tại Thế Hệ Động trong những ngày đầu tuần của năm 2023 này các bạn ha. Thì xem máy tính bảng đang có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không các bạn nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái con Huawei ha. Ở đây chúng ta sẽ có con máy tính bảng Huawei T10S phiên bản RAM 4, bộ nhớ trong là 64GB. Hiện tại các bạn mua có giá là 5.990.000 và đang được giảm giá là còn 3990. Ồ, quá rẻ luôn các bạn ơi. 5990 giảm còn 3990 thôi, giảm tới 2 triệu bạn. Hiện tại con máy tính bảng đây, con máy tính bảng Huawei nè các bạn. Máy tính bảng Huawei này thì nó sẽ không có cửa hàng xét lay các bạn nha. Sẽ sử dụng cửa hàng riêng của Huawei. Các bạn vẫn tải được những cái app cơ bản trên máy luôn. Con này thì RAM 4, bộ nhớ trong là được 64GB. Camera chính phía sau là 5, selfie là 2 ha, pin 5100 và sạc 10W các bạn. Sử dụng con chip là Kirin nha. Đây. Rất là mượt mà. Thì trên máy tính bảng Huawei thì các bạn sẽ tải ứng dụng bằng cái app Gallery này ha. Và hoặc là BattleSat. Đây, BattleSat các bạn. Nó hỗ trợ các bạn tải ứng dụng trên đây và sẽ không có cửa hàng Google Play. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một con máy tính bảng của Huawei nữa. Đó là Huawei MatePad 128GB có giá là 7.790.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là 6.390.000, tặng được một cái bao da kèm cái bàn phím luôn. Bao da có bàn phím các bạn ha. Đây. Huawei MatePad. Cái đẹp bạn. Huawei thiết kế rất là đẹp luôn. Huawei MatePad 128GB này thì màn hình là 6, màn hình là 10.4 inch các bạn. Nó sử dụng con chip là Kirin 820 ha, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. Camera phía sau là 8, selfie là 8 luôn. Pin là 7250mAh và hỗ trợ sạc nhanh được 22.5W các bạn. Đây. Rồi, tiếp theo đây chúng ta sẽ có con máy tính bảng Lenovo B11 LED có giá là 8.190.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là 6.190.000 các bạn. Hỗ trợ gói 0% lãi suất luôn. Đây. Lenovo B11 LED. Con này màn hình khá là to luôn. Thiết kế cũng rất đẹp các bạn phía sau nè. Nhìn thấy đẹp không? B11 LED này thì màn hình là 11 inch các bạn. Con chip nó sử dụng chip Helio G90T, RAM 4, bộ nhớ trong 64. Camera phía sau là 13, selfie là 8, pin 7700mAh và sạc nhanh được 20W các bạn. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một con máy tính bảng của Huawei nữa. Đó là Huawei T10. Con này thì RAM có 2GB, bộ nhớ trong 32GB thôi các bạn. Giá là 4990, hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là còn có 2.890 thôi. Quá trời giảm giá luôn các bạn ơi. Con này thì màn hình 677 inch. Sử dụng chip Kirin là 710A ha. RAM 2, bộ nhớ 32GB. Camera chính phía sau là 5, selfie là 2, pin 5100 và sạc 5W các bạn. Đây. Đây là con Huawei T, MatePad T nè bạn. T10 nè. Con này RAM thì nó hơi thấp các bạn, RAM có 2GB thôi. Bộ nhớ 32GB ha. Và con này cũng không có cửa hàng Google Play luôn các bạn nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có con máy tính bảng Martell. Đây. Bảng Martell đây các bạn. Martell này thì giá là 4.390, đang được giảm là còn 2.890 các bạn. RAM được 3GB, bộ nhớ 32GB ha. Màn hình là 10.1 inch, pin 6000 và sạc 56W. Con này không có sạc nhanh các bạn. Có 6W thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con máy tính bảng của Xiaomi. Đó là Xiaomi Redmi Pad. RAM 3, bộ nhớ trong 64GB. Giá là 6.290, giảm giá là 5.890.000. Con này sử dụng con chip là Helio G99 ha. RAM 3, bộ nhớ 64GB. Camera chính là 5, G9 là 8, selfie là 8, pin 8000 bạn và sạc nhanh được tới 18W luôn. Đây. Các bạn có Xiaomi các bạn. Cái phía sau cũng rất là đẹp nè. Bạn nhìn thấy nè. Đó, các bạn thấy không? Khá là ok luôn. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có con máy tính bảng đến từ nhà Nokia. Chúng ta sẽ có con Nokia T20. Con này sử dụng phiên bản Wi-Fi các bạn ha. Giá là 5.690, đang được giảm giá còn 4.190.000. Đây, máy tính bảng Nokia này các bạn.
T20 ha. T20 này RAM 4GB, bộ nhớ trong được 64GB, màn hình là 10.4 inch, pin 8200 và sạc được 15W các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con máy tính bảng của Lenovo. Đó là Lenovo Tab 10 Gen 3 đây. Demo Tab 10 Gen 3. Giá là 5.790.000, hiện tại bạn mua được giảm giá là 5.090.000. Con này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB ha, pin 5000 và sạc 10W. Màn hình là 10.1 inch. Đây. Con này thì nó thiết kế mặt lưng phía sau tương tự như con Lenovo B11 LED nãy các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con máy tính bảng của Oppo, đó là Oppo Buds Air. Giá là 6.990.000, hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là 300, là còn 6.690. Hỗ trợ gốc 0% lãi suất luôn. Đây, Oppo Buds Air đây các bạn. Đây là thiết kế mặt lưng phía sau. Con Oppo Buds Air này thì màn hình là 10.36 inch. Sử dụng chip Qualcomm đúng không bạn nhà, Qualcomm 680, RAM 4GB, vào nhớ trong 64GB, pin 7001 và sạc nhanh được 18W các bạn. Đây màn hình của con Oppo Buds Air các bạn. Sử dụng chip Qualcomm luôn, khá ok, khá là ngon luôn á. Khá mượt mà phải ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con máy tính bảng đến từ nhà Samsung. Đó là Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Có giá là 4.490.000, hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là còn có 3.790 thôi. Tặng được một cái bao da nắp gập của hãng luôn bạn. Đây, A7 Lite. Chiếc máy này máy tính bảng khá gọn mà. Màn hình là 8 inch, RAM 3, 8.7 inch mà. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000 và sạc được 15W. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A8 2022. Đây Tab A8 mà. Con này thì giá là 8.490.000, hiện tại bạn mua sẽ được giảm giá là còn 6.990. Tặng được cái bao da luôn. RAM 4 bộ nhớ trong 64, camera là 8, selfie 5, pin 7040mAh và sạc nhanh 15W. Con này sử dụng con chip Unisoc các bạn ha. Đây. Đẹp quá bạn. Con này thiết kế mặt lưng đẹp lắm. Màn hình to nè, 10.5 inch. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con máy tính bảng của Samsung. Đó là Samsung Galaxy Tab S7e, một máy tính bảng màn hình rất là to, đến 12.4 inch luôn các bạn. Đây, Tab S7e. Đây các bạn thấy không? Tab S7e thì nó sẽ có hai phiên bản nha, một phiên bản là sử dụng 4G, một phiên bản là sử dụng Wi-Fi các bạn ha. Thì hiện tại cái con Tab S7FE này hiện tại là RAM nó 4GB, bao nhiêu trong 64GB. Sử dụng chip Qualcomm 750G nha. Pin 10.090mAh và sạc nhanh 45W. Có giá là 13.990. Hiện tại bạn mua sẽ được giảm giá là còn 13.490, giảm được 500 các bạn ha. Còn thật khá to, con này coi đã luôn á. Rồi, tiếp theo đây chúng ta sẽ có con máy tính bảng đến từ nhà Apple. Đó là iPad 10 Wi-Fi 64GB, có giá là 12.990.000, hiện tại bạn mua sẽ được giảm giá 500.000 hoặc trả góp 0% lãi suất. Đây, iPad Wi-Fi 10 các bạn, 64GB rất là đẹp luôn nè. Và đặc biệt là cái con này nó sẽ sử dụng cái cổng sạc là Type-C nha, Type-C đầu tiên của đến từ nhà Apple luôn, không có sử dụng cổng Lightning nữa các bạn. Rất là đẹp luôn. Con này thì cái bàn phím này thì các bạn phải mua thêm nha, nó không có tặng kèm các bạn nha. Mua thêm bàn phím. Chỉ có giá này chỉ có cái máy thôi. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có con iPad Pro 12.9 inch 2021 Wi-Fi phiên bản bộ nhớ 2T các bạn. Giá là 59.990.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 5 triệu hoặc góp 0% lãi suất. Thì iPad Pro này hiện tại là có sử dụng màn hình LED bạn. Màn hình LED LCD nha, với độ rộng là 12.9 inch, sử dụng con chip Apple M1 8 nhân, RAM tới 16GB luôn các bạn nha, RAM 16GB và bộ nhớ là 2T, camera chính là 12 megapixel, phụ là 10, với một camera top là 3D, với selfie là 12 megapixel các bạn nha. Máy quá khủng luôn, bạn mua như hơn một chiếc laptop nữa các bạn.
Rồi, iPad Pro 12,9 inch 2021 Wi-Fi này phiên bản là 512GB có giá là 38.990.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 4 triệu hoài hoặc trả góp 0% lãi suất, giảm giá 2 triệu mốt. À, cái con này tổng bạn mua sẽ được giảm giá là 6 triệu 3, tổng cộng là 6 triệu 3 các bạn nha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có con iPad Wi-Fi 9 256GB có giá là 13.990. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá tất cả là 2 triệu rưỡi các bạn nha. Con này RAM 3, bộ nhớ 256GB, camera phía sau là 8, selfie là 12. Pin thì khoảng 8800mAh và hỗ trợ sạc được 20W các bạn nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Lenovo M10 Gen 3 RAM 3, bộ nhớ 32GB, giá 5.790. Hiện tại giảm là 5.090.000. Tab M10 Gen 3 phiên bản RAM 4, bộ nhớ trong 64, giá là 6.190.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là 5.590. Oppo Bud Air 6.990.000. Rồi, thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá của máy tính bảng tại Thế Động trong những ngày đầu của năm 2023. Các bạn có thắc mắc gì lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất các bạn nha. Bye bye.